Chào các bạn. Mấy ngày nay bận việc quá, không bị gián đoạn vài bài ha, vài ngày ha. Thì hôm nay để tôi tranh thủ dạy tiếp một lúc hai bài cho các bạn tham khảo trong cái dịp nghỉ Tết. Rồi hôm nay là bài phân trong cái lớp phân tích cơ bản FA. Thì hôm nay đi vào cái phần nói chung là nòng cốt nhất của những cái phân tích này, đó là phân tích bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. À, cái này là mấu chốt của vấn đề phân tích cổ phiếu tốt hay xấu. Thì các bạn biết Peter Lynch đã có câu nói rất là kinh điển đó: lợi nhuận và lợi nhuận chính là lợi nhuận của doanh nghiệp, và lợi nhuận thì nó thể hiện trong cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này. Thì các bạn soi trong này để biết, thì mỗi một quý có doanh nghiệp có một cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh một lần ha. Nhưng ở thị trường chứng khoán Việt Nam, nhất là trên sàn HOSE, thì mỗi một quý 3 tháng sẽ có một bản báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng cái bản 6 tháng đầu năm, tức là cuối tháng 6, thì sẽ có là kiểm toán giữa kỳ và cuối tháng 12, thường là cuối tháng 12 nha. Còn một số doanh nghiệp thì nó không không cuối tháng 12, nó cuối năm của nó là giống như 31 tháng 10 chẳng hạn. Thì các bạn biết giống như là hoa sen chẳng hạn, nó lấy cái niên độ báo cáo nó là đầu năm mới của nó là ngày 1 tháng 10, còn cuối năm của nó là 30 tháng 9 hàng năm chẳng hạn. Thì đó, cái đó là trường hợp đặc biệt, họ lấy cái niên độ nó khác. Còn cái niên độ phổ biến là 31 tháng 12 hàng năm nha các bạn. Các bạn chú ý cái đó, chứ không phải là mặc định là 31 tháng 12 nha các bạn. Nó tùy 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 tình hình doanh nghiệp, tùy cái mùa vụ sản xuất kinh doanh, người ta đưa ra những cái niên độ báo cáo tài chính nó khác nhau như vậy. Thì các bạn chú ý là báo cáo cuối năm thì thường là bắt buộc phải có kiểm toán đối với những doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Thì cái phần sau, một số bài tiếp nữa, chúng ta phải nghiên cứu tiếp cái ý kiến kiểm toán và kết quả kiểm toán, nội dung kiểm toán, chọn thì kiểm toán nào, cái đó phần sau. Còn trong cái chuỗi bài này là những chuỗi bài rất quan trọng, các bạn chú ý theo dõi, gồm những chuỗi bài báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, bảng ý kiến kiểm tra của kiểm soát của kiểm toán. Thì đó là những cái mấu chốt trong vấn đề phân tích EPA. Rồi hôm nay chúng ta đi cụ thể vào cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Rồi đầu tiên là các bạn thấy tôi lấy một cái ví dụ mẫu thiên như thế này để các bạn biết. Cái bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cái này là của một doanh nghiệp bất kỳ thôi, doanh nghiệp nhỏ. Tôi lấy ví dụ thôi, để tôi làm giáo án để cho các bạn tham khảo. Thì cái thường thì các bạn thấy niên độ nó ghi rõ là báo cáo, thì nó ghi từ ngày nào đến ngày nào. Cái này là tôi lấy cái báo cáo năm đó các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cái này là báo cáo năm, kết quả hoạt động kinh doanh của cả một năm luôn nha. Thường thì các bạn xem cái kết quả hoạt động kinh doanh của một quý rồi bốn quý, bắt các bạn suy ra cả năm ha. Thì cơ bản thì nó có mấy cái như thế này. Các bạn thấy bên này cái là cái mục số 1, nó là cái cột, nó là chỉ tiêu ha. Chỉ tiêu thì tất cả những cái tiêu mục bên này người ta ghi ra theo thứ tự. Cái thứ hai, cái ô thứ tự thứ hai, đánh số thứ tự thứ hai, đó là mã số. Mã số cái này thì mã số trong nghiệp vụ kế toán, mã số trong nghiệp vụ kế toán các bạn. Các bạn nào học nghiệp vụ kế toán thì thấy các mã số này. Rồi cái mục thứ ba, thứ tự thứ ba thì là mục thuyết minh. Thuyết minh thì cái này là người ta ký hiệu là mã lớn, là V625 gì đó, hay là 627, 626, 628. Cái này cũng là những cái con số ký hiệu tuân thủ theo một cái nguyên tắc trong cái nghiệp vụ kế toán. Thì các bạn biết rồi, học đại học các bạn có nguyên một cái chuyên ngành đó là
kế toán, tốt nghiệp ngành đại học kế toán thì các bạn sẽ học chuyên về những số này. Còn chúng ta đọc để chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng không cần nhớ thuộc lòng những con số này. Ví dụ như V25, V26 là con số như thế nào, chúng ta không cần nhớ, mà chúng ta biết đây là những ký hiệu chuyên ngành trong kế toán. Hay là những ký hiệu 01, 02, 010 này cũng là cái mục mà chuyên trong kế toán họ làm. Như vậy thì tất cả các bạn phải chú ý đến những cái mục này, trong số thứ tự này, để là trừ tới cộng lui thôi, để trong nghiệp vụ kế toán thôi. Còn ở đây là những cái nghiệp vụ. Rồi các bạn biết như vậy là cơ bản nắm như vậy thôi. Rồi bây giờ cái mục này là cái mục thứ tư, con số thứ tự thứ tư trên này thì ghi là kỳ này chính là cái kỳ báo cáo. Nếu kết quả kinh doanh của quý thì các bạn thấy là quý vừa sản xuất kinh doanh vừa xong. Còn nếu mà năm thì kết thúc cái năm vừa qua. Ở đây tôi lấy cái năm thì nghĩa là cái năm 2021 vừa qua. Hôm nay là cái ngày 21 tháng 1 năm 2022 thì tôi lấy cái báo cáo của cái năm cũ, kết quả kinh doanh năm cũ giờ này đã xong rồi. Tất cả các công ty niêm yết trên sàn giờ này kế toán đang tất bật làm báo cáo để cho ra cái dữ liệu trong một vài ngày tới. Đối với công ty không có công ty con thì Ủy ban chứng khoán quy định là chậm nhất ngày 20 hàng tháng của cái quý kế tiếp phải báo cáo cái quý trước đó. Như vậy thì hôm nay 20/21 là ngày hôm qua, là các bạn thấy hàng loạt công ty là không có công ty con ra báo cáo kết quả kinh doanh của quý 4 rồi đó ha. Nhưng công ty nào có công ty con hoạt động trong cái tập đoàn, trong hệ sinh thái nhiều công ty con thì cần phải tổng hợp lấy dữ liệu từ các công ty con nữa, thì người ta quy định cộng thêm 10 ngày nữa, đó là ngày 31 hàng tháng. 31 của cái tháng của cái quý kế tiếp ha. Nếu vừa rồi hôm nay là làm báo cáo quý 4 thì nó sẽ là gia hạn đến cái ngày 31 tháng 1 năm 2022 để báo cáo có quý quý 4 năm 2021. Đó là quy định của cái thông tư bên kế toán của Bộ Tài chính, nó có quy định như vậy, các bạn nắm nha. Như vậy thì qua cái này các bạn sẽ biết tại sao là chúng ta đón là cái ngày ra báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là ngày nào có tháng. Chính xác thì các bạn đón vào chiều ngày 20 tháng 1 của năm sau, hoặc là chiều ngày 20 tháng 10 của quý 4 để xem báo cáo quý 3, hoặc là chiều ngày 20 tháng 7 để xem cái báo cáo quý 2, hoặc là chiều ngày 20 tháng 4 để xem báo cáo quý 1 ha. Đó là thời hạn cuối cùng để các công ty không có công ty con phải báo cáo lên Ủy ban chứng khoán ha, lên sàn niêm yết, sàn HOT hoặc là sàn HNX hay sàn Upcom ha. Đó các bạn chú ý chỗ đó ha. Nhưng sàn Upcom có thể là họ không cần bắt buộc phải báo cáo quý nữa, tại vì Upcom là nó không có ràng buộc về thông tin, tại vì đó là sàn giống như một cái chợ trời thôi. Nhưng sàn Upcom thì cái chợ trời nó đỡ hơn cái sàn OTC một tí ha. Như vậy thì các bạn chú ý như vậy. Còn những cái công ty có công ty con, hay những cái tập đoàn lớn, hay các bạn thấy những cái công ty mà có những cái lĩnh vực hoạt động rất nhiều thì các bạn chờ đón ngày 31 hàng tháng ha. Thì đó. Rồi, cái này là cái kỳ số 4 này, thì tính là kỳ này là chính là cái kỳ báo cáo cái kỳ vừa sản xuất kinh doanh vừa qua ha. Rồi, cái này thì người ta so là cái cột số 5 thì so với là kỳ trước ha, thì các bạn thấy nó đơn giản vậy thôi, nó chỉ có 5 cái số ký tự từ 1 đến 5 thôi, để cho như vậy 9 năm ký tự, cái ký tự từ 1 đến 5 thôi, 5 cái mục này thôi, nhưng nó cũng vô cùng có cái nhiều cái thứ rắc rối trong đó ha các bạn. Dựa trong này thì tôi để này là cái tôi chưa có lấy cái tham chiếu của cái năm trước, nên cái cột số 5 này các bạn thấy nó trống dữ liệu ha. Còn các bạn thấy kỳ trước này, giả sử cái kỳ báo cáo này là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thì cái kỳ trước này chính là cái cột số nó nằm từ ngày 1 tháng 1 2020 đến ngày 31 tháng 12 2020. Tất cả những cái đó nó rơi vào trong cái cột số 5 này thì gọi là kỳ trước ha. Từ kỳ trước thì tương ứng với từng cột thì nó có kỳ trước như vậy ha, các bạn chú ý nha. Kỳ trước này đối với kết quả kinh doanh năm thì ở đây là nó là cả một năm, năm 2020
Còn nếu mà ở đây là báo cáo quý thì kỳ trước của nó là cái quý trước đó. Tại vì sao như vậy? Tại bao giờ cũng lấy cái dữ liệu cuối kỳ trước này nè, cuối dữ liệu của kỳ trước này nè, thì nó bằng chính là dữ liệu ngày đầu tiên của cái kỳ tiếp theo. Đúng như vậy thì nó mới chính xác. Thì cái này nó rơi vào cái trường hợp là cái bài tiếp theo các bạn sẽ thêm, đó là bạn cân đối kế toán ha, nó quy định như vậy ha, bạn cân đối kế toán quy định như vậy chứ không thể khác hơn được. Ai có học nghiệp vụ kế toán thì chắc chắn là chuyện này là phải phải làm đúng trăm trăm vậy, không thể khác được ha. Rồi đặc biệt trong lĩnh vực báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bạn cân đối kế toán ha, thì các bạn thấy mọi con số nó chính xác đến 100% các bạn. Mọi con số lẻ, ví dụ như các bác nói là bây giờ mua hàng là cái bàn chải đánh răng nó giá là 9.900 này kia, phải 99 thôi bỏ không lấy, bây giờ lấy làm tròn. Trong nghiệp vụ kế toán thì không được phép như vậy, 9.999 mấy cũng phải ghi vào, nhưng nó quy định nghiệp vụ kế toán nó quy định là phải đến hai con số không hay là ba con số không thì tùy theo cái thông tư 200 hay thông tư nào đó của Bộ Tài chánh quy định. Các bạn làm kế toán chuyên nghiệp hoặc là học đại học kế toán, học trung cấp kế toán, cao đẳng kế toán bắt buộc phải nắm những cái này nha. Còn chúng ta xem thì chúng ta không, để đầu tư chúng ta không cần biết những con số chính xác là nó chính xác đến 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 mấy con số không ha, nhưng nghiệp vụ kế toán thì phải ghi cho chính xác để không có trên lệch còn dữ liệu. Rồi thì các bạn thấy trong cái này tất cả những số 1 là ví dụ như các bạn thấy là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cái này là phổ biến nha, phổ biến là cái những cái mục này là gần như phổ biến của doanh nghiệp nào, nhưng nó có sự khác nhau của doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp là dịch vụ và doanh nghiệp là làm cung ứng, tất cả có nhiều loại hình dịch vụ ha, thì chủ yếu cũng phân biệt loại các loại sản xuất kinh doanh và thương mại và dịch vụ, đại loại như vậy ha. Rồi các bạn thấy số 1 là doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, số 2 là các khoản giảm trừ, thì nó gồm có giảm trừ ngay khi bán hàng, giảm trừ sau khi bán hàng. Cái thứ ba thì các bạn thấy là doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, thì nó gồm số 10 bằng số 1 trừ số 2. Số 10 đây nè, các bạn thấy số mã số này nè ha, các bạn chú ý nghe, mã số số 10 này nè, nó bằng số 1 và gồm ô trên này nè, 01 này nè, nó trừ ô 02 này ha. Đó thì nó ra ô số 10 này, con số phía sau này cũng làm y hệt như vậy ha, các bạn chú ý chỗ đó. Rồi cái thứ còn thứ tư là giá vốn bán hàng, còn thứ năm là lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ. Rồi cái này thì nó gồm mở ngoặc cái gộp một này thì nó là ký hiệu là số 20, số 20 này thì nó gồm có số 10 trên này nè trừ đi cái số 11 ha, thì dữ liệu đây các bạn thấy rồi. Số 4 4 triệu đồng này, 4 tỷ đồng này nó bằng chính là 25 này trừ cho 21, 25 tỷ này trừ cho 21, 21 tỷ không sai đâu được ha. Rồi cái số 6 này là doanh thu hoạt động tài chính thì nó ký hiệu số 21. Cái số 7 là chi phí tài chính ký hiệu là 22, trong đó là lãi vay, trả lãi vay ngân hàng kia đó, là chi phí bán hàng ký hiệu 24, chi phí quản lý doanh nghiệp ký hiệu là 25, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh thì nó là bằng 30, 30 thì nó bằng là 20 cộng cho 21 trừ 22 rồi trừ cho 24 cộng 25, thì cái này các bạn soi cái số này thì cái này là nghiệp vụ của các bạn chuyên về ngành kế toán ha, số liệu bên này thì làm ra đúng như vậy không sai được, nhưng mà cũng không cần làm thế rồi, hiện nay có phần mềm kế toán hết rồi ha, phần mềm kế toán của Misa hay là một gì đó, hiện nay Bộ Tài chánh tôi nhớ là ký duyệt khoảng 9 hay là 19 gì đó, cái phần mềm kế toán mà điện tử ha, nghĩa là tự động nó đưa vào những cái barrier, các bạn làm kế toán hiện nay chỉ nhập những số liệu này thôi ha, nhập những số liệu này vào thôi, còn những cái cột cộng trừ này là tự động phần mềm nó tính hết ha. Rồi rồi bây giờ thu nhập khác thì ký hiệu 31, chi phí khác nó ký hiệu 32, lợi nhuận khác thì nó bằng là 40, 40 thì nó ký hiệu là 40 thì bằng 31 trừ 32 chẳng hạn ha. Rồi đi ra tổng lợi nhuận trước thuế thì ký hiệu là 50, 50 thì các bạn thấy nó bằng là 30 cộng 40 như vậy. Số 15 thì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ký hiệu 50, chi phí thuế doanh nghiệp quản lại, rồi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì tất cả những cái vậy các bạn xem qua một lần để nhớ thông số như vậy. Rồi cái này thì đến cái số 2 là diễn giải đó,
diễn giải thì vừa rồi tôi cũng diễn giải xong rồi ha. Chúng ta xem diễn giải giải thích phân tích chi tiết doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tôi mới vừa diễn giải xong rồi ha. Ở đây có ví dụ như thế này. Ví dụ các bạn bán một cái tivi 10 triệu đồng qua 11 triệu đồng với thuế suất giá trị gia tăng là 10, thì các bạn nói với khách hàng giả sử các bạn vô Thế Giới Di Động hay là vô Điện Máy Chợ Lớn hay là siêu thị Nguyễn Kim hay là Vinmart gì đó, các bạn mua một cái tivi thì người ta nói giá cái tivi 11 triệu đồng chính là bà cả bao gồm là thuế giá trị gia tăng trong đó rồi 10%. Tuy nhiên một số thiết bị máy tính điện tử linh kiện điện tử thì hiện nay một số ngành đặc biệt đó, nó chỉ 5% thôi, nhưng 10% này hiện nay là Quốc hội vừa ra cái nghị quyết 42 đó là giảm 2% thuế tiêu thụ giá trị gia tăng còn 8%. Thì các bạn chờ xem. Thì các bạn thấy là trừ 10% thì cái ghi nhận doanh thu ở đây là chỉ là 10 triệu đồng thôi chứ không phải là 11, tại vì 1 triệu đồng này 10% này chính là thuế giá trị gia tăng phải nộp cho cơ quan thuế ha. Rồi các khoản giảm trừ như thì giảm trừ như thế nào, thì gồm có giảm trừ giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại cho người mua sỉ, cho đại lý ha. Tất cả những khoản chiết khấu giảm giá rồi doanh thu thuần thì các bạn và giá vốn bán hàng, thì cái này là sau khi chuyển các loại chi phí để tính giá thành sản phẩm nhập kho như chi phí nguyên liệu sản xuất chi phí bảo hiểm y tế, tất cả những này chi phí sản xuất kinh doanh, nguồn lương, quản lý phân xưởng, khấu hao tài sản, tiền lương công nhân, tiền điện nước tại phân xưởng, chi phí xuất kho lưu kho gọi là chi, tất cả những cái này gọi là chi phí giá vốn bán hàng. Lợi nhuận gộp thì các bạn biết rồi, nó là ký hiệu là 20 thì bằng 10 trừ 11, tức là bằng doanh thu thuần trừ đi giá vốn bán hàng. Doanh thu thuần sau khi thu về của doanh nghiệp của công ty thì trừ đi giá vốn bán hàng thì nó ra là lợi nhuận gộp ha. Cũng đơn giản thôi, nhưng cái này liên quan tới các bạn nào học về cái ngành quản trị sản xuất thì nó chính xác hơn, nó có đầy đủ hết. Các bạn buộc phải thuộc lòng từng những cái này, quản trị sản xuất, quản trị xí nghiệp, nhà máy, tất cả quản trị vận hành đó. Thì cái này có nguyên một cái ngành luôn là gọi là quản trị sản xuất. Thì các bạn biết rồi, trong quản trị thì gọi quản trị sản xuất, quản trị marketing, rồi gọi là quản trị thương mại, nhiều thứ trong cái lĩnh vực kinh tế thì cũng có rất nhiều ngành ha. Nhưng chúng ta đầu tư chứng khoán, các bạn nói nhiều người nói đầu tư chứng khoán trình độ rất là cao, nếu thực sự đúng các bạn phân tích như vậy, các bạn biết hết từ kế toán, các bạn biết hết từ sản xuất, các bạn hết biết hết về thương mại, về marketing, tất cả các tổng thành tâm, nếu các bạn chuyên sâu về phân tích kỹ một cái doanh nghiệp rồi chúng ta tiếp cái phần sao không ạ? Rồi các bạn thấy là cái doanh thu hoạt động tài chính, cái này là lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả góp, lãi đầu tư trái phiếu tín phiếu, lãi đầu tư chứng khoán cổ phiếu. Cái này các bạn thấy, giả sử như với doanh nghiệp các bạn có vốn điều lệ là 100 tỷ, các bạn đầu tư kinh doanh sản xuất ra nó lời được 50 tỷ nữa thành 150 tỷ, nhưng các bạn chia cổ tức có 20 tỷ thôi mùa cuối năm thôi, còn lại 30 tỷ thì các bạn cộng vô trong cái vốn chủ sở hữu. Như vậy thì 30 tỷ này các bạn chưa dùng tới chẳng hạn, trong khi chi phí sản xuất doanh nghiệp tất cả vốn lưu động của bạn chỉ cần 100 tỷ là đủ. Như vậy 30 tỷ này thường các bạn thấy là doanh nghiệp người ta để trong, người ta không để trong tài khoản ngân hàng làm gì đâu, lãi suất nó thấp, người ta chuyển qua cái lãi tiền gửi ngân hàng, hoặc người ta lãi qua
À, người ta bán hàng là cho đại lý bán trả góp hoặc là cho người bán trả góp thì người ta lấy cái tiền này người ta bù vào để mà sản xuất, nghĩa là người ta thu lại, hay là ta bán gối đầu cho đại lý thì người ta kê giá lên ha, hoặc là tính lãi chẳng hạn, hay là tất cả những cái đó, hay là đầu tư trái phiếu, tín phiếu, hay là đầu tư cổ phiếu chứng khoán. Có một doanh nghiệp các bạn thấy vài doanh nghiệp vừa qua năm hai năm ngoái năm nay có doanh nghiệp là dư tiền dư trong tài khoản ngân hàng, họ đem họ mua mua cổ phiếu à, cụ thể là các bạn thấy có báo cáo là đầu tư cổ phiếu Hòa Phát, FPT hay gì có lãi đó, Vinamilk gì đó, có doanh nghiệp đã báo cáo vậy à, thì đó là cũng là cái cách nghiệp vụ đầu tư tài chính. Mà ở những cái công ty như thế này thì thường người ta gọi là có cái bộ phận là giám đốc tài chính hay là gọi là ban tài chính à, chứ không phải cái đơn thuần là coi như là à, kế toán trưởng không. Kế toán trưởng nó chỉ dành ở những cái đơn vị doanh nghiệp nó nhỏ, quy mô nó nhỏ, không có làm cái nghiệp vụ tài chính. Còn những cái công ty lớn có cái nguồn tiền để đầu tư này thì giám đốc tài chính nó quản lý luôn cả kế toán, thậm chí là kế toán trưởng lại cũng dưới cấp trực thuộc nhân viên của giám đốc tài chính. Như vậy ha, các bạn thấy những doanh nghiệp mà cái tập đoàn thì hay có cái chức danh là giám đốc tài chính là như vậy, nghĩa là họ điều tiết làm sao cái nguồn tiền trong công ty làm sao nó sinh lãi ra à, thì hoặc đầu tư vào cái nào có lời nhất, có lãi nhiều nhất thì mới đó gọi là chức năng người ta bổ sung thêm một chức năng giám đốc tài chính. Còn trong cái doanh nghiệp thì nó không có cái giám đốc tài chính mà có cái bộ phận kế toán trưởng chẳng hạn ha, kế toán ha. Rồi các bạn thấy gì? Rồi chi phí tài chính thì như chi phí lãi vay ngân hàng, chuyển khoản thanh toán cho người mua, chi phí tham gia liên doanh, chênh lệch lỗ do bán vàng bạc ngoại tệ, tất cả cái này thì cũng tính vào chi phí tài chính. À, chi phí bán hàng thì gồm có tiền lương và các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho nhân viên bán hàng, công cụ, dịch vụ, lao động mua bán, vân vân. Cái này nó liên quan tới quản trị sản xuất. Rồi chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp thì nó cũng nằm trong cái chuyện là tiền lương, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn của nhân viên văn phòng, cán bộ quản lý, khấu hao tài sản, công cụ, dụng cụ, dịch vụ mua ngoài cho quản lý doanh nghiệp. À, cái lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh thì các bạn thấy là tính theo công thức A từ là nó ký hiệu là 30, 30 ha. À, thì 30 này bằng 20 cộng cho mở ngoặc 21 trừ 22 rồi đóng ngoặc. À, rồi trừ tiếp cho mở ngoặc 24 cộng 25 à, thì công thức nó vậy. Thì bây giờ công thức này các bạn không sợ phức tạp lắm đâu, phần mềm kế toán MISA hay là kế toán gì đó của VNPT hay của Viettel gì đó nó có sẵn hết rồi à. Rồi cái số 11 là thu nhập khác. Thu nhập khác gồm các bạn chú ý trong cái báo cáo cái hoạt động kinh doanh, nó gồm có những cái khoản giống như là thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định à, bán phế liệu, thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng. À, thu được các khoản nợ khó đòi đã lưu ở ngoại bảng cân đối kế toán từ lâu. À, các bạn này ngoại bảng này là các bạn một số bạn là không hiểu được cái chuyện ngoại bảng là những gì. À, thì các bạn thấy hiện nay phần lớn các ngân hàng đều có cái lưu ngoại bảng đấy. À, trong nghiệp vụ ngân hàng tôi nói cái này luôn ha, các bạn nào mà không hiểu trong lĩnh vực ngân hàng thì sẵn đây tôi nói luôn, các bạn sẽ có thêm kiến thức. Trong ngân hàng thì người ta hiện nay người ta chia theo ngân hàng nhà nước á, đó, quy định thì chia nợ xấu nợ thành không phải hay nợ xấu mà sorry là chia nợ thành 5 nhóm. Nhóm 1 là nợ rất tốt, khách hàng rất tốt, trả lãi đúng kỳ đúng hạn ha. Nợ nhóm 2 hay là đánh giá khách hàng, nhóm 2 khách hàng đánh giá khách hàng là các bạn đưa dữ liệu của bạn vào trong cái sheet ha, tức là CIC đó. CC chính là công ty trách nhiệm hữu hạn hay là cổ phần gì đó à, do ngân hàng nhà nước quản lý à, công ty là dữ liệu thông tin khách hàng cá nhân và doanh nghiệp à. Thì nếu mà các bạn rơi vào nợ nhóm 2 thì dữ liệu sheet này nó cũng lưu lại trong vòng một năm mới mới xóa à. Nợ nhóm 2 là như thế nào? Nghĩa là các bạn đã trễ hạn đóng lãi và đóng trả gốc cho ngân hàng khi các bạn vay một khoản nào đó của ngân hàng, kể cả vay trong cái việc là tài chánh tiêu dùng nữa các bạn, tài chánh tiêu dùng hoặc là mua trả góp ở ở điện máy các cơ sở hay tất cả những mua bán xe Honda à, xe gắn máy, tất cả lĩnh vực hầm mà làm hết. Nếu các bạn mua trả góp thì các bạn cũng bị tích vào trong cái này. Nếu các bạn trễ hạn à, quá 10 ngày thì các bạn sẽ bị trễ như hạn đóng lãi rồi trả góp ngân hàng. Quá 10 ngày thì các bạn sẽ rơi vào nợ nhóm nhóm 2. Thì trong dữ liệu sheet của bạn, số chứng minh nhân dân, tên tuổi của bạn trong dữ liệu sheet CC đó
nó sẽ đưa vào các bạn về cái thông tin là dữ liệu nhóm nhóm 2, chứ không phải là khách hàng tốt nhóm 1 nữa ha. Nếu các bạn trễ hạn, để trễ hạn quá 10 ngày thì dữ liệu nhóm 2 cũng trong vòng 1 năm sẽ bị xóa thôi ha, thì các bạn trở lại nhóm 1 tốt lại ha. Còn trường hợp nhóm 3 thì có các bạn trễ hạn trên 90 ngày mà chưa trả lại trợ gốc cho ngân hàng đến một cái khoản nợ nào đó đến hạn phải trả ha, là nhóm 3. Nhóm 4 thì các bạn thấy là trên nữa, và trường hợp là trên 1 năm mà không trả lại trả gốc thì khách hàng đó thuộc dạng là khách hàng nợ nhóm 5, tức là nợ xấu là nợ có khả năng mất vốn. Khi ngân hàng cho vay với khách hàng này là người ta đã định nghĩa là mất vốn rồi ha. Thì như vậy, dĩ nhiên trong tình hình hiện nay các bạn thấy dịch Covid vừa rồi đó, thì ngân hàng nhà nước có những cái thông tư gì đó hướng dẫn quản chuyển đổi nhóm nợ, hoặc là delay một số khoản, ví dụ như trễ hạn 10 11 ngày nhưng vẫn để ở nhóm 1 chẳng hạn ha, thì đó là kỹ thuật xử lý kỹ thuật của ngân hàng nhà nước trong điều tiết trong tình hình dịch Covid khó khăn này thôi, hoặc là trong tình hình thiên tai dịch bệnh trong mọi cái này thì có quy định như vậy ha. Thì các bạn hiểu cái này, đây là cái kiến thức là cũng ít thấy kênh nào chia sẻ cho các bạn hiểu cái chuyện này ha. Nhưng dĩ nhiên đây là những cái thông tin các bạn nắm như vậy thôi, nhưng tùy tình hình mọi lúc mọi năm khác nhau mà ngân hàng nhà nước hay là Bộ Tài chánh có ra những cái thông tư hướng dẫn về chuẩn kế toán hay là chuẩn quy định của ngân hàng hay chuẩn quy định là lưu ngoại bảng nội bảng, thì đó tôi nói như vậy. Có những bạn đi học ở nước ngoài, các bạn mới sinh viên thôi, tiền cha mẹ cho cũng rất giàu, hoặc nhưng mà ra thấy cái môi trường ở Singapore, ở Mỹ các gì thì các bạn này nhanh chóng tiền trong tài khoản rất nhiều, dư xài luôn, nhưng vẫn mở một cái thẻ đi vay để trả đúng hạn. Sau 2-3 năm như vậy thì các bạn tự nhiên các bạn đó có một cái dữ liệu ngân hàng rất là tốt. Ở nước ngoài là người ta đánh giá rất cao dữ liệu ngân hàng thì ở Việt Nam là dữ liệu SIT đó, là CIC đó các bạn mà đã vay, lịch sử vay ngân hàng hay là vay tiêu dùng ở đâu đó 3 năm trở lên ha, mà các bạn trả tốt điều đặn đúng hạn hết thì người ta xem bạn giống như là một công dân loại 1 hay là kiểu như là khách hàng VIP loại 1. Khi đến vay ngân hàng nào đưa số chứng minh dân hay số ID của bạn nhập vào thì người ta ưu tiên và duyệt hồ sơ bạn rất nhanh. Thì các bạn học bên ngành kinh tế, đi du học ở nước ngoài thì các bạn nhận ra cái chuyện này rất sớm, và thậm chí một số bạn không cần vay, không cần thiếu tiền nhưng cũng vay vài 30 triệu hay 50 triệu đó để có cái dữ liệu tín dụng nó tốt. Đó là cái này là cái bí kíp của những bạn thành công khi đi học nước ngoài vậy các bạn. Cái môi trường phương Tây nó hiện đại gì, dữ liệu cá nhân là số 1. Bây giờ ta bảo về dữ liệu cá nhân rất tốt, và cái dữ liệu này nó có giá trị vô cùng. Các bạn nói tại sao tôi không đi vay không tốt? Đúng là không đi vay không tốt, nhưng lịch sử các ngân hàng nó lưỡng lự, nó chưa biết, bạn chưa từng vay thì bạn có thể cũng là xấu, bạn cũng có thể là tốt. Nhưng mà khi bạn đã vay 3 năm, 5 năm rồi, bạn trả đúng hạn hết thì chắc chắn bạn đã là người tốt. Đơn giản như vậy thôi ha. Đây là một cái bí quyết mà bạn nào không nghe cái clip này thực tế là thiệt thòi cho các bạn, nhất là các bạn sinh viên mới ra trường, nhất là các bạn F0. Các bạn vay tín dụng mà các bạn trả đều đặn hết thì tính dữ liệu bạn đi khắp thế giới luôn, gõ cái ID của bạn ra người ta vẫn thấy. Muốn vay mua nhà mua đất cái gì người ta duyệt hồ sơ rất nhanh, tại vì lịch sử tín dụng của bạn đã tốt rồi, quá tốt, gọi là 3+A rồi ha. Còn các bạn chưa từng vay thì người ta đâu có biết bạn tốt hay xấu, cũng có thể là bạn rất tốt nhưng mà cũng có thể là bạn rất xấu. Đó là câu chuyện như vậy ha. Thì tốt nhất chúng ta minh bạch đối với các nước phương Tây, các bạn chú ý chỗ này, các bạn minh bạch dữ liệu thông tin mà các bạn tốt thì được thêm điểm cộng là như vậy ha. Rồi những thông tin này thì giải thích thì các bạn tài liệu thì ở đâu cũng có nhiều ha, nhưng mà tôi nói những ý ngoài luồng để cho các bạn nắm như vậy. Thì đó, tôi nói trong lĩnh vực này có cái chuyện là lưu nội bảng hay lưu ngoại bảng. Thì cái bài kế tiếp tôi sẽ nói là bản thân đối kế toán là lưu nội bảng hay lưu ngoại bảng. Thì nợ xấu, ví dụ như ngân hàng mà nợ thuộc về nhóm 4, nhóm 5 thì bắt buộc người ta quy định là phải đưa vào nợ là khó đòi, nợ khả năng mất vốn luôn, thì bây giờ phải buộc phải loại ra ngoại bảng, lưu ngoại bảng. Trong nội bảng kế toán thì là không lưu nữa, lưu thì nó quá dơ đi, quá xấu bảng đi
quá xấu đi, be bét lên, thấy là cái nhìn mặt cân đối kế toán nó quá xấu, bắt buộc người ta phải lấy cái nguồn tiền nào đó ta bù vào. À, các bạn thấy là trích lập dự phòng, là lấy nguồn tiền lợi nhuận từ ngân hàng đi cho vay bù vào cái khoản nợ xấu đó, để gạt cái khoản nợ xấu ra một bên để thành ở chế độ ngoại bảng. Ngoại bảng là cái bản phụ lục mà lưu đó, nó vẫn còn khách hàng, nó vẫn còn thiếu nợ mình đó, nhưng lúc này chưa đòi nợ được. Bây giờ bắt buộc doanh nghiệp mình cũng phải tiếp tục vươn lên bằng chị bằng em, không để cái cục nợ xấu này trong trong bảng cân đối kế toán được, phải đưa ra ngoại bảng, lấy cái tiền túi của mình bù vào đó chẳng hạn. Đó, hiện nay là cách làm như vậy. Là các bạn thấy mua cổ phiếu ngân hàng là các bạn chú ý chỗ đó. Thì cuối năm này là thời điểm đấu trí nhất của các ông sếp ngân hàng, trích lập bao nhiêu, trích lập nhóm nào. Đó, thật sự thì vẫn có quy định của cái ngành ngân hàng rồi, nhưng vẫn có cái chuyện vẫn có một số cái khách hàng lỡ dở ở nhóm 3 hay là nhóm 4, hay là giữa nhóm 4 hay nhóm 5, hay là giữa nhóm 2 hay nhóm 3, thì có thể họ cân đối được. Thì các bạn nói là phần mềm ngân hàng, cái con ngân hàng nó rất tốt này kia, bấm nút này thì tế thì có, thì ngân hàng phần mềm thì cũng có do con người lập viết ra, chứ không lẽ phần mềm thì trên ổng là tờ thiên địa thánh hay là nó tôn ngộ không trên trời rất suốt. Phần mềm ngân hàng vẫn do con người viết ra, và phần mềm ngân hàng cũng do bộ phận giám đốc IT, bộ phận IT của ngân hàng điều hành nó, chứ không lẽ không có người điều hành ha. Mà giám đốc IT thì vẫn dưới quyền tổng giám đốc. À, tổng giám đốc thì cũng phải dưới quyền chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị chính là cái túi tiền của ông, đụng tới túi tiền của ông thì điều khiển theo ý của ông là tốt nhất. À, mà ông là sở hữu dưới 51%, thì cái quyền của ông còn nhỏ nữa, thì phải xin ý kiến của đại hội cổ đông. Cách là như vậy ha các bạn. Rồi, tổng lợi nhuận trước thuế thì các bạn thấy là trong cái bảng đó thì 50 bằng là 30 cộng 40. Rồi, cái này thì không có lý thuyết nó có được ghi đủ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thì thuế thu nhập doanh nghiệp bằng tổng lợi nhuận trước thuế nhân cho 20% hiện nay ha, nhân cho 20% thuế xuất hiện hành hiện nay là 20% phổ biến. Dĩ nhiên thì các bạn thấy Quốc hội hay bàn tới là miễn giảm lợi thuế năm nay, giả sử như miễn 30% cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid chẳng hạn, 30% thuế doanh nghiệp chẳng hạn. Thì các bạn theo dõi những thông tin như vậy thôi. Những doanh nghiệp nào được lợi thì chúng ta tính. Lợi nhuận sau thuế thì bằng lợi nhuận trước thuế trừ đi thuế thôi. Cái này đơn giản ha. Có khi lợi nhuận trước thuế rồi, khi đó tính các chỉ số kết quả kinh doanh mà chúng ta đã nói ở bài học về bảng cân đối kế toán. Rồi, ở đây là cái vấn đề mấu chốt nhất của cái bài học này, là các điểm bất thường trong bản báo cáo kết quả kinh doanh. Các bạn học bao nhiêu thầy về phân tích báo cáo kết quả kinh doanh về kế toán ha? Kế toán thì các bạn gõ lên là rất đầy trên mạng về kế toán, nhưng các điểm bất thường trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh rất ít thầy nào nói chi tiết, hoặc là họ không biết để nói, hoặc là họ nói ở một khía cạnh khác ha. Thì ở đây tôi cũng sẽ tranh thủ nói, mỗi lần nói có thể thêm một tí cái hay. Thì các bạn chú ý chỗ này, các điểm bất thường trong báo cáo hoạt động kinh doanh, các bạn chú ý như cái này. Thứ nhất, số 6, doanh thu hoạt động tài chính quá lớn hoặc là nó mất cân đối. Cái này nếu nó quá cao thì công ty có thể đang làm các hoạt động đầu tư ngoài ngành rất lớn, mà đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào cái chuyện là đánh võng trên thị trường chứng khoán, mua trái phiếu, mua cổ phiếu, hay là đem đi gửi ngân hàng này lãi suất cao, rồi chiết khấu, rồi lãi trong lãi ngoài, tất cả những khoản đó. Có những ngân hàng lớn thì lãi suất gửi tiết kiệm là 6%, nhưng đem đi gửi những ngân hàng nhỏ thì lãi suất đến 90%, trên là rất khác nhau. Và đó là mấu chốt của vấn đề, doanh thu hoạt động tài chính nó có nhiều. Thì các bạn thấy ông này chỉ đi là chuyên đi lướt sóng tài chính, chứ không phải là cái ngành nghề hoạt động kinh doanh chính. Các bạn chú ý những cái này, đây là cái việc nguy hiểm. Trừ khi nào họ là công ty chứng khoán, trừ khi nào họ là quỹ đầu tư tài chính, hay là cái kinh công ty của họ là chuyên về dịch vụ tài chính chẳng hạn, thì mới cái hoạt động doanh thu tài chính này nó mới lớn thì chúng ta mới công nhận. Còn những cái ngành nghề sản xuất, giả sử các bạn thấy một cái công ty mà đi bất động sản thôi, nhưng mà doanh thu hoạt động tài chính là quá lớn, hoặc là một cái công ty nuôi trồng thủy sản hay sản xuất
thủy sản xuất khẩu đi nước ngoài thôi, nhưng mà doanh thu từ cái này muốn lớn gần bằng với hoạt động của cái ngành nghề chính thì chắc chắn có vấn đề trong này. Các bạn cho điểm thấp ngay ban lãnh đạo công ty về cái tâm họ thấp. Họ cỡ như thế này, các bạn thấy rồi, vừa qua có những người đi tù vì cái việc gửi ngân hàng, hoặc là ngân hàng đi gửi là lãi suất ngoài. Lãi suất thì giả sử tôi nói là ngân hàng này nhận quy động là 12 tháng là lãi suất là 6%, nhưng có ngân hàng đẩy lên 8-9%. Rồi thậm chí là bây giờ thôi, bây giờ tôi làm cho anh là lãi suất 7% thôi, cao hơn cái ngân hàng kia một chút để cho báo cáo cho cổ đông nó tốt, còn lại 2% tôi trả lại ngoài cho anh bằng cái lãi quả khác chẳng hạn. Đây là những cái các bạn chú ý, những cái doanh nghiệp này các bạn nên cho điểm kém trong cái tâm của ông lãnh đạo nha. Mà ông muốn làm được chuyện này thì phải có sự kế toán trưởng hoặc là giám đốc tài chính, nó làm được chuyện này phải có sự bật đèn xanh của tổng giám đốc. Và có sự có thể là có cái sự sự đồng ý của chủ tịch hội đồng quản trị chẳng hạn. Đó là như vậy. Rồi cái mục số 9 các bạn chú ý, đó là chi phí quản lý doanh nghiệp. Cái mục này nếu quá lớn quá bất thường cũng là vấn đề, có nghĩa là họ chỉ đi làm thuê, họ thu vén cho quyền lợi riêng tư của mình, có thể là họ đi tiếp khách một cái chầu đó, họ ghi hóa đơn tiếp khách gì đến nó vài ba chục triệu mà liên tục như vậy trong cái công ty, thì cuối cùng đưa về cái bòn rút hết lợi nhuận của cổ đông. Chúng ta là cổ đông, chúng ta bị bòn rút bởi những cái chi phí tiếp khách. Nhưng mà thực tế là chi phí tiếp khách một cái bữa cơm khách hàng cuối năm chẳng hạn, trị giá có 20 triệu, hoặc kê lên 60 triệu, hoặc kê lên 40 triệu. Rồi cái phần lại chủ quán tiếp khách đó cũng có thể là có cái lại quả lại cho những ông chủ doanh nghiệp hay là kế toán trưởng ở chỗ đó, giám đốc tài chính. Cái câu chuyện như vậy, cái chi lý phí quản lý doanh nghiệp nó hàng ngàn thứ trong này, nhưng các bạn thấy nó cao bất thường hơn so với những doanh nghiệp cùng ngành. Đó là mấu chốt vấn đề chết người ha, chết người ha, các bạn chú ý chỗ đó, đánh giá điểm kém ngay với cái tâm của ông lãnh đạo kiểu như chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn. Dĩ nhiên các bạn chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn nhưng mà họ đẩy vào cái chi phí là coi như là giống như là giữ chân người tài chẳng hạn trong cái thuyết minh báo cáo, thì cái đó có thể là được hợp lý, tại vì nhân sự là cái nòng cốt như của vấn đề. Các bạn thưởng cho nhân sự một đồng mà đúng đúng người, đúng việc, đúng cái mục đích thì cái hiệu quả KPI năm sau còn cao hơn nhiều nữa. Đó thì đó là lý do các bạn thấy những cái doanh nhân người ta hay nói đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất ha. Đó là như vậy, các bạn chú ý chỗ đó, phải xem cái thuyết minh báo cáo tài chính trong nữa nó có cái chuyện này hay không. Rồi cái thu nhập khác, cái mục này lớn cũng là cái mục các bạn đáng phải phải quan tâm. Có những doanh nghiệp trong cái hệ sinh thái vừa qua các bạn chú ý đó, họ tác bùng sang ao các bạn, họ bán tài sản từ công ty con này sang công ty con kia, từ hệ sinh thái của này trong tay kia, gọi là tác bùng sang ao, dẫn đến cái thu nhập lớn, thu nhập khác lớn và bút lợi nhuận lên cao. Thu nhập này, thu nhập bất thường, thu nhập khác hoặc là thu nhập là bất thường nó đã tăng cao và dẫn đến bút lợi nhuận tăng cao vì đẩy giá cổ phiếu lên cao. Sau đó họ bán cổ phiếu đi rồi, bắt đầu từ từ các quý sau họ báo cáo lỗ lỗ liên tục, ai ôm cây đợi thỏ thì ngồi đó là chết, giá nó giảm 2-3 lần chứ không phải là giảm vài chục phần trăm đâu ha. Đó là các bạn đánh giá ngay điểm kém cho ông lãnh đạo có những cái tâm nó tẩu tán tài sản như thế này ha. Rồi đó là cái bài học này về báo cáo hoạt động kinh doanh, các bạn chú ý như vậy, đặc biệt là phần cuối các bạn chú ý những cái đó. Có thể còn nhiều cái nữa nhưng thì trong mỗi một cái clip, một cái bài giảng tôi nói một phần hết thôi, đụng chuyện thì tôi sẽ nói còn các bạn nhảy vào thì mình sẽ gặp nhiều lắm. Còn lý thuyết trong các trường đại học, trong các trường cao đẳng, trong các trường kinh trung cấp kinh tế dạy về kế toán thì cái này họ không đủ kiến thức để họ nói chuyên sâu về những cái ngóc ngách như vậy đâu. Mà có nói thì họ cũng 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 chưa từng đầu tư chứng khoán, thì họ chưa từng mất tiền, họ chưa từng là cổ đông thiệt, thì họ nói cũng cũng chưa 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 đủ chưa đủ ha. Như vậy thì chúc các bạn nghe đi nghe lại cái này để có thêm một kiến thức để đầu tư chứng khoán hiệu quả, làm sao các bạn giữ được cái túi tiền của mình chứ đừng để mất tiền vì những cái ông chủ trời ơi đất hỡi ha, cái tâm nó bẩn
chúng ta mất tiền vì ông chủ này thì không đáng, chúng ta phải học ha. Rồi, xin chúc các bạn có thêm kiến thức để đầu tư.